Xin chào anh em nha. Thì đã lâu rồi Khang chưa lên cho mọi người hai em siêu phẩm. Đây là hai em V2S. Đó, một em là full kim. Vàng khối đến full kim nha cả nhà. Em này thì phải nói là một trong những siêu phẩm gọi là đắt giá nhất nhà Khang luôn. Đó, em này thì có cái phần sườn nẹp nè. Và nó trải dài mặt sau luôn thì được đính full kim cương thiên nhiên ha. Đó, và chất liệu vỏ của em này đều được làm từ vàng 18K nha mọi người. Em này thì bên Khang đang có mức giá cũng gọi là khá là cao á. Em này Khang bên giá 3 triệu nha. Đó, anh em mà nhanh tay còn một em duy nhất tại cửa hàng của Khang Luxury luôn. Rồi một em thứ hai bán nhiều hơn và chạy hơn em này thì em này sẽ có mức giá nó tốt hơn. Thì em này là vàng hồng nguyên khối nha. Đây mọi người nhìn được, em này là phiên bản quốc dân luôn á. Vàng 18K nè, phần sườn và tất cả những chi tiết mà anh em thấy được trên con V2S này đều được làm từ vàng 18K hết ha. Đó, xuất sắc luôn cả nhà ơi. Em này nhà Khang đang hiện tại đang có mức giá là 18x thôi. Giá tốt nhất trong năm luôn. Đây, anh em này nhanh tay sở hữu nha, còn đúng một chiếc duy nhất. Đây, có giấy kiểm định nha cả nhà. Có giấy kiểm định nha. Đây, phím bấm còn rất là mượt luôn, rất là im. Rồi anh em nào cần thì có thể liên hệ tới qua những số hotline 0374 012 012 hoặc là 094 Tú Quý 2092. Sản phẩm thì có sẵn tại cửa hàng bên Khang Luxury nha. Anh em có thể ghé và trải nghiệm sản phẩm và chất lượng của bên Khang như thế nào ha.